cầu tre nhỏ. Quê hương là cầu tre nhỏ. Mẹ về nón lá nghiêng che. Mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ. Quê hương là đêm trăng tỏ. Hoa cao rụng trắng ngoài thềm. Trong những thứ ánh sáng của tuổi thơ mình, thì ngoài ánh trăng còn có ánh sáng của chiếc đèn dầu mà một thời người dân quê tôi luôn gắn bó mật thiết với nó trong mọi sinh hoạt lúc đêm về. Nhớ những ngày còn bé, cứ mỗi buổi hừng đông, chị em tôi ngồi ôn bài với chiếc đèn dầu, thì bên cháy bếp, mẹ lui cui chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Và cũng cho bọn trẻ chúng tôi kịp lội bộ đến trường. Ở cái xứ đèn dầu thì có cầu kỳ gì đâu. Bữa điểm tâm có hôm mẹ nấu khoai, luộc chuối. Sang hơn một chút thì một chảo cơm rang mỡ hành để ăn cho chắc bụng. Chiếc đèn dầu cũ kỹ với ánh sáng leo lét ấy đã gắn bó gần suốt cuộc đời của mẹ và theo suốt cả thời thơ ấu của chúng tôi cũng như của biết bao người nơi miền thôn giả này. Ông tôi kể, hồi trước muốn bắt được con ếch, con cá vào mùa mưa, người ta phải làm những chiếc lồng đèn để đi soi. Khổ nỗi hồi đó cũng chẳng có vật dụng gì để làm chiếc lồng đèn, nên người ta nghĩ ra cách dùng chiếc mo cao và một thanh tre kẹp lại. Dụng cụ dùng để đựng cá, đựng nhái cũng làm bằng mo cao. Những vật dụng này trông ngộ nghĩnh nhưng đầy tính sáng tạo của cha ông mình ở cái thời tự cung tự cấp. Thời gian sau này, nhà quê có những miếng thiết, miếng tôn, người ta mới đóng chiếc lồng đèn bằng vật liệu ấy, vừa nhẹ lại vừa bền so với đóng bằng những tấm ván. Bà tôi khéo tay lắm, nên tùy theo lồng đèn để soi nhái hay soi cá mà đóng kích cỡ của nó lớn hay nhỏ cho phù hợp. Lõi trong lao sậy, bưng biền hay bên những bờ ruộng mương vườn để kiếm những con ếch, con cá cho bữa cơm gia đình. Hồi trước những ánh đèn dầu nhấp nháy trong đêm là hình ảnh quen thuộc ở miền quê. Và có lẽ vì thế mà nó luôn ẩn hiện trong ký ức đối với những ai từng một thời lam lũ với ruộng đồng. Chiếc đèn quê trong tôi không hề đơn điệu từ công dụng đến hình thù của nó. Nhớ những ngày mưa dầm hay mùa nước nổi trắng đồng là mấy cậu tôi chuẩn bị những cây đèn rọi để đi soi cá trên đồng xa. Cậu tôi tìm mấy cái chai thủy tinh loại nhỏ, kiếm miếng thiết cũ để làm chụp đèn. Một đoạn ống trúc vừa với miệng chai, cùng với cái tim bằng vải the nữa là thành chiếc đèn rồi. Cậu tôi nói coi đơn giản vậy chứ nó sáng lắm và chịu được giông gió ở ngoài đồng.
Đi soi cá thì cực nhọc rồi, nhưng chắc chắn đó là một cách bắt cá thú vị nhất. Người làm nghề chuyên nghiệp thì dùng nom để bắt được cá sống, còn đi soi theo kiểu tài tử thì dùng chĩa để đâm hoặc dùng dao để chém. Nhờ cái chụp đèn mà ánh sáng không hắt ngược chói mắt, nó chỉ chiếu xuống mặt nước đúng với tầm mắt của người đi soi. Ông tôi nói hồi trước người ta đi soi bằng đèn dầu cũng bắt được nhiều cá, có khi còn dư ra để bán nữa. Còn bây giờ người ta soi bằng đèn bình hoặc xuyệt điện thì cá lương riết rồi cũng không còn. Cũng vào mùa mưa dầm, cây đèn chống mưa bão luôn hiện diện dưới bến sông quê cho những người làm nghề cất gió ban đêm. Chiếc đèn lúc này không chỉ làm nhiệm vụ chiếu sáng cho người cất gió, mà nó còn là tín hiệu cho những phương tiện qua lại bằng đường sông biết phía trước mình có chướng ngại vật. Đèn quê dùng để thắp sáng trong mọi sinh hoạt về đêm, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng nếu để ý một chút, thì cây đèn còn được thắp sáng vào ban ngày dành cho những người đã khuất. Ngọn lửa ấy mang ý nghĩa biết ơn tổ tiên, vừa là ngọn lửa tiếp nối truyền thống của gia đình, của dòng tộc. Ông tôi khuyên con cháu, những cây đèn trên bàn thờ thì nhất quyết không được đem xuống dùng ở những nơi khác. Đó là phép lễ nghi mà tôi được ông chỉ dạy từ nhỏ. Trong ký ức mình, luôn in đậm hình ảnh ngọn đèn dầu và bóng mẹ ngồi quạt để dỗ giấc ngủ cho chúng tôi trong những đêm hè. Ánh lửa yếu ớt của ngọn đèn dầu và bóng mẹ đã cho tuổi thơ chúng tôi ấm áp